sinh sôi đó mọi người. Mình tưởng nó bự lắm mà ai ngờ nó hơi nhỏ. Nhiệt độ đây là 310 nha mọi người. Bây giờ cái của nó là 0.7A. Nó ăn có 12W thôi. Ồ, khá ok mọi người ơi. Hi, mình xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây, mình tới đây. Lời nói đầu tiên mình xin chúc cho tất cả mọi người luôn có một sức khỏe thật tốt nè, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống nè, nhất là vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ, mãi trẻ nè và mạnh khỏe. Nói chung nói và luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân nha mọi người. Đây, hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người, đây trên tay của mình là một, mọi người biết gì không, đây là một cây mỏ hàng 80W nha, của hàng set nha, mình mới mua trên Lada nha mọi người. Bây giờ sẵn hôm nay mình review và mà test mình khui hộp này cho mình làm cái lỡ mà có hư á, làm video để lưu lại mà để mình thiếu nại Lada nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai phải mình chia sẻ cho mọi người cái sản phẩm này, cái mỏ hàng handset này 80W này coi nó tốt, nó bền như thế nào nha. Mọi người hãy theo chân mình nha, let's go. Đây, đầu tiên cái hộp này chung là cái giá này mình mua là 160 mấy 80 ngàn đó, mình thấy ok nha. Nói chung là cái bề ngoài nhìn thấy cái hộp nó cũng được rồi đó. Đây, ở trong đây nó chỉ có một cây wow, một cây này dỗ cắm và một cái menu và giấy đơn giản vậy thôi mọi người. Đây mình chia sẻ với mọi người đó, ở đây nó dùng tiếng Trung Quốc không ạ, tiếng Trung Quốc cái tiếng Anh đó mọi người thấy không. Đây là tất cả cái gì của nó nè. Nó là mức là 80W đến 480 độ C nha mọi người. Đây 90W mọi người, là động 90W. Model là XY926. 90W nha. Rồi ok. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành nha mọi người. Đây, bây giờ mình có một cái ổ cắm. Mình coi coi nó được bao nhiêu watt nha. À, đúng không? Trước tiên á mình nhìn cái sơ lược của nó, mình nhìn sơ lược sản phẩm của nó mình thấy nó cứng cáp nha mọi người. Đây, ổ cắm. Nói chung là ổ cắm mình thấy cái dây này nhìn nó cứng cáp nè. Đó. Ok. Thân hình nó nhìn nó cứng cáp hơn. Cứng cáp. Đây mình cũng cho mọi người xem cái mình cũng có một cái mỏ hàng đây, mình mua sạc cũng lâu rồi thấy không, đen đầu hết rồi nè. Đó, cái dây nó cũng yếu ớt hơn nhưng mà cái mỏ hàng này xài ngon nha mọi người. Chung là mình xài thử thấy ok lắm á. Đó. Bây giờ mình đi đến phần mình thử nha, mình test nó nha. Rồi rút ra. Nó chỉ mua mình, nó cho mình mua chỉ mua lẻ một cái cây này thôi mọi người, nó không cho mình mũi. Bây giờ mình thử cắm vô coi nó được bao nhiêu watt nha. Làm tiến hành mở. Đây. Nó lên không không mọi người thấy không? Đó. Bấm lên. Nó lên nhiệt độ mọi người thấy không mọi người? Đó. Đang chạy lên nè. À. Đây rung quá. Đây mình có sẵn tiện mình có một hàng nhà một nhựa thông và hai cái nấm chì để mình thử. Ở đây á, là nó kia thấy ghi là 0.10A, có 39W nha mọi người, nhiệt độ là 370 độ C. Mình tiến hành mình xì cho nó làm sao. Cũng nóng lẹ nha mọi người. Đó. Cũng nóng lẹ mọi người. Đó nghe trong mức độ 300. Chung là nó mới, khi nó mới xài á là nó nóng cái mũi này nha mọi người. Nó đen, không sao hết nha mọi người. Đó. Bây giờ mình kiếm gì mình thử hàng coi. Nhiệt độ đây là 310 nha mọi người.
Bây giờ cái của nó làm ở 0,7A, nó ăn có 10 12W thôi. Bây giờ mình thử xi trì vậy đây cho nó ok không? Mức độ năng trì như thế nào nha. Ồ, khá ok mọi người ơi. Mình thấy là khá ok đó. Giờ mình thử thi thêm một miếng nữa rồi. Nói chung về cái tổng quan của cái shop này á, thì mình mua lần đầu tiên nên mình cái gì cũng vậy á, mình thử mình coi đánh giá của mọi người á, mọi người coi đánh giá của những người mua trước như thế nào rồi mình quyết định mình mua. Tại cái mẫu hàng mình xài cũng lâu rồi, nó cũng cần mình nâng cấp cho mẫu hàng mình đây nè. Đó. Ok nha mọi người. Đó. Chuẩn luôn. Đó. Giờ mình bấm tắt. Đó. Bấm tắt xuống nó xuống còn có không phải mấy watt à. Người thấy không? Đâu sao thử hay nó bám hay là. À, tiến hành mình tháo ra cho mọi người xem nha. Cái cấu hình nó trông nó sao. Đây là cái quá cái sensor đó nè mọi người. Mình tưởng nó bự lắm mà ai ngờ nó hơi nhỏ. Nói chung thì trăm mấy cũng không đòi hỏi được. Cái này nó vừa ở tầm giá nè. Nói chung là mình thấy nó nóng xài được đó, thấy ok đó, nhưng mình hy vọng nó bền nha mọi người. Tiền nào của đó thôi mọi người, nói chung là trăm mấy vậy là chất lượng vậy là mình thấy được đó, tạm được là ổn rồi nha mọi người. Cái này bự bằng cái mấy cái mẫu hàng TQ936 nữa, cái ruột này bự là ok, là tuyệt vời. Nhưng nó hơi nhỏ. Nghĩ cái này nó 60W nè, chứ không tới 90W đâu. Nhưng mà mình thấy nó nóng lẹ lắm. Lẹ hơn cái 60W kia của mình nhiều. Ok đó mọi người, nhìn nè, nhìn lại tổng lực của nó nè. Cái nút lên chỉnh lên xuống. Chung là dây ok. Đó. Dây là hết tốt rồi đó mọi người. Vậy là quá đạt, mình đối với mình là mình thấy là ok, quá chuẩn rồi đó. Đó, con này gắn luôn nha. Vậy là quá ok, còn không đòi hỏi gì hơn nữa. Quá tuyệt vời. So với 165.000 nha mọi người. Nói chung á, cái mỏ hàng á, mình đánh giá giữa ha, bây giờ đi mình đánh giá mỏ hàng này nha mọi người. Đó, thấy mỏ hàng này nó 310 độ mà nó ăn nhiệt cũng tốt á. Thì nói chung là mỏ hàng này xài cũng lâu rồi nhưng mà mình thấy nó cũng ok. Thì cái này nó cũng chắc chắn hơn cái này. Nói chung thì cái này mua cỡ 200-230, cái này 160.000, nói chung là ok. Mình thấy được nha mọi người, trước mắt là thấy xài ok đó. Đó, mình cũng test sơ qua cho mọi người coi đó, cái cách ăn dòng như thế nào nha mọi người, chẳng là đó như thế nào. Nói chung là cái theo đánh giá của mình, sơ bộ của mình là cái mỏ hàng này xài ok, nhưng mà mình chưa biết nó như thế nào, để chỉ thời gian trả lời thôi. Mình xài thử rồi mình sẽ nói chung là mình sẽ mua ủng hộ shop thêm nữa đó mọi người. Ví dụ mà ai có muốn mua sản phẩm này trên cái shop này đó, mình thấy là ok, mình sẽ để cái đường link dưới phần mô tả nhưng mà cho mọi người lên sản phẩm mọi người mua một cái mẫu hàng là mọi người handset nè, handset đó, modem là XL926 90W nha mọi người, 220V mọi người đó. Ổ cắm chuẩn này ok luôn á, thấy được đó. Thôi video cũng đã dài mà mình test cho mọi người thấy cái chức năng hoạt động của nó như thế nào nha, tăng giảm như sao sao. Nói chung là thì nó ok rồi đó, mình hy vọng mọi người lựa chọn cho mình một cái mỏ hàng tốt ưng ý cho mọi người nha mọi người. Mình xin dừng video ở đây. Mọi người thấy video hay bổ ích hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha, để mình có thêm động lực làm những video mới hay hơn cho mọi người nha. Mình xin chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ mà
mạnh khỏe và ngày hạnh phúc với gia đình nha. Hân ái chào tạm biệt mọi người, bye bye.